Hơn một năm trước vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hai xã Gia Tiêu và Gia Cơ Tu thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã khiến cho 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương và phá hủy tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Vâng, quá trình điều tra truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng đã có đủ căn cứ kết luận vụ tấn công này có sự chỉ đạo tiếp tay của Y Quynh Buôn Đắp, người đứng đầu tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý MSFG. Đây là đối tượng có lịch sử vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam, đã vượt biên sang nước ngoài sinh sống. Và phóng sự sau sẽ làm rõ hơn hành vi khủng bố của Y Quynh Buôn Đắp. Những hình ảnh kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk đã kết luận đây là hoạt động khủng bố có tổ chức. Các đối tượng được trang bị nhiều loại vũ khí, có hành vi manh động, man dợ, mất nhân tính. Với lại thông giao, tôi thúc ông đã đâm ông đó từ trên xuống dưới rất nhiều nhát, tôi không giỡn được. Nó lấy bạc xuống lấy nó đập đến đâu. Người ta đã chết năm đó rồi, gần nó còn đánh già bán lắm. Giết bao nhiêu người, cả cán bộ, cả người dân thường, rất là mang rợt. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan tố tụng đã kết luận vụ tấn công khủng bố đã được các đối tượng ở bên ngoài chỉ đạo. Trong đó, Y Quynh Buôn Đắp, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý MSFG, đã chỉ đạo chuẩn bị từ năm 2017 thông qua việc móc nối, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chỉ đạo thực hiện vụ tấn công. Điều này đã được chính những đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố khai nhận. Năm 2017, Y Quynh giao cho tôi là đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức cái lính. Tôi có chuẩn bị 2 khẩu súng hơi với là 1 ký 2 thuốc nổ. Theo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk, Hơ Vênh Ê Ban, một trong những kẻ cầm đầu vụ khủng bố đã khai nhận, từ năm 2018, Y Quynh đã liên lạc với Hơ Vênh, chỉ đạo tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị cho việc tiến hành khủng bố. Còn đây là những tin nhắn giữa Y Quynh với Y Ba Buôn Giá, một đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố. Đây là hình ảnh về lực lượng khủng bố tập trung trong chòi rẫy được Y Ba gửi cho Y Quynh trước ngày tấn công. Y Quynh nói quay video hoặc là chụp ảnh để gửi cho Y Quynh. Quay anh em trong chòi rẫy đang tập hợp. Quynh nói gửi video để gửi cho quốc tế biết. Y Quynh đã chỉ đạo xúi dục phải chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đồng thời chỉ đạo là phải quay video diễn biến quá trình thực hiện cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ, gửi cho Y Quynh Buôn Đắp để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết can thiệp. Năm 2012, Y Quynh từng bị khởi tố, bắt tạm giam 5 tháng về hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, xét thấy Y Quynh Buôn Đắp do nhận thức hạn chế, bị các đối tượng xấu lôi kéo nên thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật Việt Nam, Y Quynh Buôn Đắp đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và giao cho địa phương quản lý giáo dục. Con là bị nước ngoài nó lừa, từ đó là con thấy việc làm của con sai trái. Các anh chị em là trong gia đình và cũng như là trong xã hội là không nên theo kẻ xấu trên tạp, mà chúng ta nên tin tưởng vào Đảng nhà nước. Nhưng sau đó, Y Quynh vẫn ngoan cố, tiếp tục tiến hành hành vi vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng hơn. Năm 2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại đây, đối tượng này thành lập nhóm Người Thượng Vì Công Lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động, chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023. Thì cũng hỏi hơn cái việc của tôi đã làm á. Thì Quynh là phá hoại vì gia đình hạnh phúc của người ta. Tôi thì trung thân là cho nó thì cung phạt thì dung như tôi. Tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án Y Quynh 10 năm tù với tội danh khủng bố. Và các cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Y Quynh Buôn Đắp.